Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thành phố Đà Nẵng đã tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng theo hộ gia đình nhằm phát hiện sớm người mắc COVID-19 trong cộng đồng, đặc biệt là những trường hợp không có biểu hiện, triệu chứng lâm sàng để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch, không để dịch bệnh lây lan. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm cho 100% hộ gia đình tại 4 phường đang áp dụng chỉ thị 16 là phường An Khê, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, phường Hòa Cường Bắc, quận Liên Chiểu và phường Hòa An, quận Cẩm Lệ với gần 36.000 hộ, Đà Nẵng tiếp tục tiến hành xét nghiệm diện rộng cho 30% đại diện các hộ gia đình trên toàn thành phố, tương đương khoảng 72.000 hộ. Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan cao, việc xét nghiệm đang được đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương khoanh vùng dập dịch. Phường Hòa Minh chúng tôi ghi nhận 8 ca dương tính. Với mức độ lây lan hết sức phức tạp như hiện nay, thực hiện chủ trương của thành phố, trên địa bàn chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu cho 4.000 người đại diện hộ gia đình có nguy cơ cao. Việc xét nghiệm diện rộng theo hộ gia đình sẽ được thực hiện theo phương pháp gộp nhóm 10 mẫu một ống để tăng tốc độ xét nghiệm. Với năng lực của đội ngũ y tế, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Đà Nẵng từ 5.000 đến 5.500 mẫu một ngày, thì dự kiến công tác xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng sẽ hoàn thành trước ngày 21 tháng 7. Chúng tôi huy động lực lượng khoảng gần 100 nhân viên, cán bộ và nhân viên của ngành y tế từ quận đến phường và các cái địa phương tham gia vào xét nghiệm. Để đáp ứng được lấy mẫu số lượng lớn là 1.000 mẫu trong một buổi chiều thì bên trung tâm y tế đã là huy động rất là nhiều anh chị em y tế để là tăng cường tham gia vào hoạt động. Việc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng sẽ là căn cứ quan trọng để thành phố Đà Nẵng xác định đúng tình trạng lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng, từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp tiếp theo trong phòng chống dịch thời gian tới trên địa bàn.